Chào các bạn, đây là kênh video em anh 24 giờ của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về pháo phản lực K239 Trung Mưu cực nguy hiểm xuất hiện tại Trung Đông. Pháo phản lực K239 Trung Mưu là một loại pháo tự hành có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Nó được sản xuất bởi công ty Han Defense, trước đây là Samsung Techwin, và được đưa vào phục vụ vào năm 2016. Pháo phản lực K239 Trung Mưu có thể mang theo đạn phóng tầm xa lên đến 40 km. Và có thể tấn công các mục tiêu di động đang chuyển động với độ chính xác cao. Nó được trang bị hệ thống điều khiển bằng radar để xác định vị trí mục tiêu và tính toán quỹ đạo cần thiết để đưa đạn tới mục tiêu. Ngoài ra, nó cũng có khả năng tự bảo vệ bằng việc phát hiện và phản ứng lại các mối đe dọa từ không trung và mặt đất. Pháo phản lực K239 Trung Mưu là một trong những hệ thống pháo phản lực hàng đầu của Hàn Quốc và được sử dụng bởi quân đội Hàn Quốc trong các nhiệm vụ phòng thủ và tấn công. Trang Amire Cognity ông dẫn nguồn từ tài khoản Twitter Faroe Quip 2 cho thấy pháo phản lực K239 Trung Mưu do Hàn Quốc sản xuất hiện đang được sử dụng bởi các lực lượng vũ trang của Ả Rập Xê Út. Theo Amire Cognity ông, điều này khiến Ả Rập Xê Út trở thành quốc gia Trung Đông thứ hai mua pháo phản lực K239 Trung Mưu sau UAE. Nước đã mua 8 hệ thống phóng tên lửa này vào năm 2021. Theo báo cáo của trang web tin tức Middle East Monitor vào tháng 3 năm 2023, Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng. Sự hợp tác này đã được thảo luận tại cuộc họp được tổ chức vào tháng 3 năm 2023 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Caleb bin Salman và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong, sắp tại Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul. Trong cuộc họp, hai quốc gia đã khám phá các cơ hội hợp tác song phương trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng. Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, hai bên cùng xem xét các diễn biến khu vực và quốc tế. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui Jong cho biết, các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến xuất khẩu quốc phòng của Hàn Quốc sang Ả Rập Xê Út sẽ được hoàn tất thành công. Các nhà quan sát cho biết, trong những năm gần đây, Ả Rập Xê Út ngày càng thể hiện sự quan tâm đến hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia khác nhau, để củng cố an ninh của chính mình. Cùng với đó là việc trang bị các dòng vũ khí có sức mạnh lớn, trong số này có pháo phản lực K239 Trung Mưu. K239 Trung Mưu là hệ thống phản lực đa cỡ nòng tiên tiến của Hàn Quốc, do tập đoàn Han phát triển. Hệ thống này được thiết kế để cung cấp cho các lực lượng vũ trang một loại vũ khí có hỏa lực mạnh, độ chính xác và tính cơ động cao. Sự phát triển của K239 Trung Mưu bắt đầu vào đầu những năm 2000, với mục tiêu thay thế các hệ thống pháo phản lực cũ hơn trong kho vũ khí của Hàn Quốc. Hệ thống này đã được thử nghiệm thành công vào năm 2013. Và chính thức được đưa vào phục vụ trong quân đội Hàn Quốc vào năm 2016. K239 Trung Mưu được chế tạo trên khung gầm bánh lốp 8x8, giúp cải thiện tính cơ động và khả năng cơ động so với các hệ thống bánh xích cũ. K239 Trung Mưu có khả năng bắn nhiều loại rocket và tên lửa khác nhau, khiến nó trở thành một hệ thống vũ khí linh hoạt. K239 Trung Mưu có thể bắn nhiều loại đạn bao gồm rocket và tên lửa 130, 227, 239. 400 và thậm chí 600 mm. Tên lửa tầm ngắn 130 mm có tầm bắn khoảng 36 km và được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực nhanh chống lại quân địch, xe bọc thép hạng nhẹ và các vị trí kiên cố. Trong khi tên lửa tầm trung 227 mm có thể bắn ở tầm bắn tới 80 km. Các loại tên lửa này rất lý tưởng để tấn công các mục tiêu lớn hơn và được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, bao gồm các sở chỉ huy, cơ sở liên lạc và các cơ sở phòng không. Tên lửa tầm xa 239 mm có tầm bắn tối đa khoảng 160 km và được thiết kế để tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao như trụ sở, cơ sở hạ tầng và tài sản chiến lược của đối phương. K239 Trung Mưu có thể mang nhiều bệ tên lửa, cho phép bắn nhiều loại đạn trong một nhiệm vụ, với tên lửa đạn đạo chiến thuật có thể tầm bắn có thể từ 300 đến 500 km. Tính linh hoạt này cho phép hệ thống K239 Trung Mưu tham gia vào nhiều mục tiêu và đối phó với các mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Hệ thống K239 Trung Mưu cũng có khả năng được dẫn bắn tiên tiến bao gồm GPS và hệ thống định vị quán tính, đảm bảo độ chính xác cao. Ngoài ra, K239 Trung Mưu còn được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại và có thể được tích hợp với các hệ thống chỉ huy và kiểm soát khác. Điều này cho phép K239 Trung Mưu phối hợp hiệu quả với các đơn vị quân đội khác trong tác chiến. K239 Trung Mưu có cấu tạo gồm hai phần. Phía trước là cabin chở kíp lái và điều khiển, phía sau là bệ phóng tên lửa. Cabin của xe được bọc một lớp giáp thép giúp bảo vệ kíp chiến đấu trước các loại vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực bằng máy tính giúp nó triển khai tác chiến chỉ trong vòng vài phút.
với trọng lượng 25 tấn, chiều dài 9 mét, chiều rộng 2,5 mét, chiều cao 3 mét. Pháo phản lực K239 Trung Mu được thiết kế dựa trên khung gầm xe tải và được trang bị động cơ diesel có công suất 400 mã lực. K239 Trung Mu có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 90 km/h, tầm hoạt động tối đa 800 km. Xe có thể leo dốc 60%, vượt chướng ngại vật cao 1,2 mét và rãnh rộng 1,4 mét. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với kênh Em Anh 24 giờ. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp ở bên phải hoặc bên trái. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video sau.